Cứ ghé con à. Nó đâu đây. Ai da, ai da. Ai da, cắn đâu. Ai da, ai da, ai da, ai da. Ai da, nó ngửa con thư. Ai da, ai da, ai da, cắn. Cắn, cắn. Ê, ê, còn, còn, thôi, 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 tao không làm bà chủ mày đâu, đi vô đó đi. Ô, ngộ. Thưa quý vị các bạn, thì hiện giờ Vũ Chiến đang có mặt tại tỉnh Long An. Thưa quý vị các bạn, thì Vũ Chiến đến đây cũng vì có một câu chuyện rất là lạ các bạn. Theo như những người dân ở đây kể là cô Tư ở đây sống một mình và có một con vịt, một chú vịt trắng, nó cứ theo cô Tư suốt ngày này ngày tháng luôn. Cô Tư đi đâu là đi nó đi theo đó, cô Tư ngồi đâu thì nó ngồi đó, mà đặc biệt là người lạ đến, người lạ đến thì cái chú vịt đó là hay cắn người lạ, không có cho tiếp xúc với cô Tư. Vậy thì bây giờ câu chuyện đó như thế nào, mời quý vị các bạn cùng theo chân Vũ Chiến để tìm hiểu nha. À, đây chú vịt. Dạ con chào cô Tư. Đã, con nghe là cô Tư có một cái chú vịt mà nó tối ngày nó cứ theo cô Tư rồi nó làm những cái hành động mà giống như thân thích với giống như mà người với người. Vậy, có không cô Tư? Có, nó nè. Đó, nó vậy đó, phải có người ta lại cho nó làm vậy đó. À nó đang làm hành động gì vậy? Ừ. Nó sao nó không cho ai lại gần hết trơn á, nó giữ con, vậy. Con lại gần là nó ghĩa con không? Ghĩa. Để con thử con bước lại gần coi. Ai đây nè, đây nó cắn con nè cô Tư. Ừ. À. Nó ghĩa. Dạ dạ. Dạ. À cô Tư có thể kể cho con nghe cái gì lý do sao mà hồi đó cô Tư có cái chú vịt này không? Hồi đó cô mua hột vịt lộn về ăn. Rồi thấy con bự quá à. Dạ. Bộ hết 3 trứng còn 2 trứng. Rồi mở được 2 con. Dạ. Rồi cô lấy nồi dẻ ướm sợ mũi cắn nó. Dạ. Sợ con hộp chết con. Còn con. Còn con rồi cô nuôi nó đó. Từ nhỏ tới lớn. Dạ. Mấy cái người kia người ta nói bà đừng bằng thịt nó nha. Để nuôi nó. Nó bay lại nó đá luôn đó. Ngoài là nó đá, nói bằng thịt nó đá. Đá cái người nói hả? Ừ, đá người nói á. Dạ. Nó vậy đó. Là nó sợ mày quánh tao hay gì nó không biết. À. Nó loài thú mà nó đâu dạ. Có biết nói. Đó nó làm vậy đó. Nó ghĩa cô Tư hoài vậy hả? Ừ, nó không có cho ai lợi hết trơn. À. Cô Tư nằm giống đây thì nó nằm dưới đó hả? Ở đâu cô Tư lại cô Tư thử nằm đó coi nó làm gì. Còn lại là nó không cho. Ừ, không cho. Mà đặc biệt là người như con cho ăn nó, nãy con nghe cô Tư nói là con cho ăn nó là nó không ăn. Không ăn. Nó cô Tư nằm đây hả? Ừ, nằm đây. Nó ở đây. À. Nếu mà hồi nãy con nghe cô Tư nói là cô nếu mà nó đi vô nó thấy cô Tư ngủ. À, ngủ làm thinh đi ra, đi nhẹ nhẹ nó ra. À. Nó ra hả nghe ta mở mắt nó nói chuyện là nó đi vô, vô nó cạp cạp vậy đó. Làm như nó hỏi mình ngủ mới thích cái gì. Nó không nói là mình. Dạ. Đâu để con lại gần cô Tư coi nó làm gì. À nó quay nè. Đây nè, đây nè. Nó cạp con. Nó cạp con. Nó không cho lại. Dạ, nó không cho con lại gần cô Tư. Ừ. Kìa nó giống như muốn đòi lên võng cô Tư. Ừ, nó đâu. Thế nó muốn nhảy lên đây nè. Đâu đâu cô Tư nằm xuống rồi, cô Tư nằm xuống rồi. Hồi nào giờ nó không nhảy. Đâu, đâu. Tôi sợ nó gì á. Vâng, ừ. Ừ, là nó ở dưới hoài vậy đó. Ở dưới. Cô Tư đi đâu nó đi theo không? Theo. Đâu cô Tư đi coi. Nó theo cô Tư đâm về hoài đó hả? Ừ. Ra lộ, nó theo ra lộ. Dạ. Yeah. Ngộ chưa? Ừ. Còn hãy đi vô, nó theo vô. Kìa. Rồi cô Tư đi thử tới lộ rồi, cô Tư đảo lại thử cái nó làm sao? Ơi ngộ quá, nó theo sát cô Tư kìa. Ừ. Ta vô đó. Trời chạy quýu theo kìa. Ừ. Ngộ quá. Cô Tư sống đây có mình hả cô Tư? Cái nhà này cũng lâu lắm rồi, nhà này con nhớ hồi đó lâu lắm. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Dạ. Bây giờ cuộc sống hàng ngày của Tư sao? Thì vậy đó, rồi hãy hết gạo thì nói nợ ngay, hôm nợ nay đó nhờ. Dịch đó ha, dịch rồi có mấy người ta cho đó ha. Ừ, mày cho đó. Dạ.
30 ký. Dạ. 30 phần như hổm mà mày cho đó. Dạ. Được 30 phần, có 3 phần. Dạ. Là 30 ký gạo. Dạ. Với đường bột ngọt. Cũng được 3 phần như vậy. Dạ. Đó, rồi từ nào nay không có cho nữa. Dạ, hôm nay hết dịch rồi. À, rồi. Nhưng mà con vịt này ngẫu quá trời ngẫu. Ừ. Cô Tư kêu nó là con gì? Cô Tư đặt tên nó không? Cò. Cò, cò. Nó ghẻ con nè. Nó đâu đi. Ai da, ai da. Ai da, cắn đâu. Ai da, ai da, ai da. Ai da, nó ngửa con Tư. Ai da, ai da, ai da, cắn. Cắn, cắn. Ê, ê, cò, cò, thôi, 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 tao không làm bà chủ mày đâu. Đi vô đó đi. Ô, ngộ. Trời, nó cắn đâu đi, cô Tư. Ừ, cắn đau lắm. Dạ. Chó. Kệ nó, kệ, mấy chó kệ đi. Trời, nó cắn con. Con lại gần của Tư nó cắn. Ừ, nó không có cho lại. Người lạ là gần của Tư cũng được. Người lạ, người nào cũng vậy, lợi nó không có cho à. Vậy các bạn thì đây cái thao. Cái thao nước mà cô Tư để cho nó tắm, bây giờ nhảy vô tắm rồi. Mình không dơ, dám lại gần là lại gần nó hút. Đó, đi tắm rồi. Ê. Có người đến nhà gượt. Gượt hả? Không cho vô hả? Nó đứng nó giữ cửa, bả đi là miếng bả ra đó, nó theo ra đó, còn miếng bả vô thì nó theo vô. Bả lại kia theo lại kia. Dạ. Ngoài, về thôi. À. Dạ. Ừ. Nhưng mà nó gượt mình cái xong nó chạy lại chỗ cô Tư á. Ừ, đúng rồi, nó binh, nó sợ. Con lại con lại thôi coi, gượt con không? Gượt dữ lắm, gượt thằng này. Ê, nó gượt chú chiến chạy luôn á. Lại gần vịt á. Gẹo nó. Gẹo nó gượt nữa. Nó dạ. Kìa. Mình lại gần đó đó nó be mình nữa đó, chuẩn bị gượt nữa đó. Cô Tư nói mà nếu mà người lạ cho nó ăn nó không ăn. Không ăn. Cô để thức ăn xuống cô kêu nó ăn. Để thức ăn để này xuống kêu nó ăn, đồ của nó ăn. À. Bình để nó ăn. Mà khác cái chén nó con không ăn. Đâu đưa cô Tư đưa con coi. Cái này của nó ăn hả? Ừ. Dạ. Đâu cô Tư để xuống cô Tư kêu nó ăn coi. Rồi hồi con thứ con kêu nó ăn coi. Dạ ăn đi con. Ăn đi. Trời ơi. Ừ. Ui da nãy nó cắn con đau bụng à. Ngủ quá. Rồi xong coi nó ăn xong cô Tư kêu đi tắm hả? Ừ, kêu nó ra ngoài. Rồi nó chạy vòng vòng hồi cái nó. Phóng vô cái thao đó tao ủng. Không tắm. Tắm. Tao nói tao ra nha, mà tắm hồi cạn nước tao không có sách nữa. Dạ. Tắm ra. Dạ. Ừ. Rồi chạy vòng vòng hồi có phóng vô. Phóng vô, tắm. Tắm. Hồi nãy còn lại là con thấy con Tư cột đó hả? Sao con Tư cột vậy? Để con ngủ. Ngủ rồi cột nó. Dạ. Để nó. Rồi thả nó cho tối ngày. Nó đi qua tới bên nhà quanh đó chơi. Ra lội rồi nè, con bắt nè. Nó chạy về. Mắt nó chạy về. Mà con vịt này sao ai dám ăn thịt này từ cô Tư? Nó không mập mày ơi, bị gì nó chống mày ơi. Vịt cò. Ừ, nó không mập. Ê, không giỡn nữa nha. Ê, nãy cắn đầu điếng à. Đó, còn muốn chạm vô cô Tư là nó không cho à. Đó cản kìa. Ngộ à, kìa con giả bộ con sờ vô cô Tư nó không cho. Nó à. Đó cắn luôn, đó cắn. Ê cắn nữa. Ê thôi. Được rồi. Tao không làm gì bà chủ mày đâu. Cắn. Ngộ. Cái con vịt này được bao nhiêu lâu rồi hen cô Tư? Nó này nó mấy năm rồi? Đâu có. Nay mới hôm xả lúa. Hôm cắt lúa. Cắt lúa mình đây là nay cũng chừng 3 tháng à? 2 tháng mấy vậy? Đâu, cắt rồi cắt mùa lúa rồi. Rồi là 3 tháng. Rồi. Nay xả được 2 tháng mấy nữa rồi? Ừ. Là cũng được 5 tháng. Có 5 6 tháng gì trở lại à. Ngộ thiệt. Bây giờ con đụng vô nữa nè. Ừ. Nó ê không quên. Nó cắn. Nó cắn con. Ừ. Nó không cho đụng. Nó trả lời nè. Thôi. Nó ghẻ đau một cái luôn. Thôi. Thôi tao không đụng bà chủ mày đâu. Mày ở ngoài đi. Thôi nè. Thôi.
Tụi nó cắn con đau điếng nè. Thôi 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 thôi. Ê, đứng cửa. Ai. Ơ, nó cắn, nó cắn. Cô Tư. Nó cắn. Ồ, nó binh bà chủ. Binh dữ lắm. Không ai đụng được hết. Mà nó lại nó làm gì cô Tư kìa, nó giống như nó ghẻ, nó nói gì á. Nó nói gì đó mà mình đâu có biết. Dạ. Cô Tư kêu nó cài tắm rồi. Trời ơi, nó rửa con nước rồi. Dễ gì, có vậy đây, dễ gì. Phải không? Theo nó giữ chừng nào đi gì hết rồi nó mới ra tắm á. Chứ không lẽ nó ngồi giữ cô Tư hoài. Thì sao nó giữ vậy đó. Dạ. Yeah. Nào đi hết rồi nó mới ra tắm, em nó mới ra tắm. Để con gẹo nó chơi. Nè con giả bộn đụng. Rồi rồi, ê ê ê ê ê ê ê ê. Thôi 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 thôi. Thôi, thôi không ai dám đụng bà chủ mày đâu. Cô Tư có người có người mà muốn hỏi mua vịt này cô Tư bán không cô Tư? Không. Sao ạ? Vôi để làm kiểm chơi. Thấy, nói chuyện rồi với mình. Thấy nó cưng quá ha. Ừ. Dạ. Con thấy nhiều cái con những bây giờ những có những con vật nó lạ. Thấy cưng quá. Dạ. Tao nuôi con chó, tao cưng con chó, nuôi con mèo. Tao giờ phải con mèo. Dạ. Rồi hồi đó nuôi có mình con chó đó à. Rồi em gắm nó thấy bà cưng quá, chở nó sinh hai con này. Hai con nữa. Về nữa. Đem về nữa mà hai con này con thấy cưng lắm. Dạ. Yeah. À ăn bữa có nửa chén cơm mà nghe. Dạ. Yeah. Rồi thành ra tao nấu phải hai lon. Đúng rồi, đừng cho nó ăn nữa. Cho nó ăn nữa. Dạ. Yeah. Đồ gì của tao á, hải cá thì tao ăn có hai miếng thịt nạc thôi. Yeah. Còn nhiêu xương kỳ đồ đó cho nó ăn yeah. hết. Còn hải cục thịt gì á thì bỏ cho nó một cục, một con một cục. Vậy đó. Bây giờ có những người mà trả số tiền lớn để bắt mua vịt này. Thôi, nhiều cũng không có bán. Trời, nhiều cũng bán luôn. Để coi chơi. Dạ. Cưng chơi. Dạ. Chứ bán bao nhiêu mình xài cũng hết. Mà tại nó muốn ở với mình rồi. Dạ. Thôi, để nuôi. Nó còn sống thì nuôi nó lại. Dạ. Ta cho nó uống thuốc nữa nha. Thuốc gì cô Tư? Thuốc nhức đầu nó lạnh đó. Giống như nó bệnh hả? Ừ, nó không có bệnh mà. À. Ví dụ như tao uống rồi tao bẻ à. Đưa cho nửa viên rồi là ghĩa nuốt luôn. Làm gì nó ghĩa cái giò của Tư đâu đâu cô Tư xuống thật ra nó có ghĩa nhẹ trên mặt cô Tư được không? Ghĩa. Đâu cô Tư xuống ngồi coi. Con thì nó ghĩa đau quá. Người này người kia lại nó ghĩa, nó sợ tao đi theo. Con thấy nó ghĩa đau mà cô Tư nó ghĩa nó nãy giờ nó ghĩa cả quần cơ mà nó không ghĩa vô thịt. Ừ. Còn con thì nãy nó cắn đau gần chết luôn á. Nó đâu cô Tư ngồi xuống cô Tư ôm nó thử cô Tư. Cô Tư ngồi xuống nè, ngồi xuống đi con coi. Nó cô Tư bước dò đi cái bắt đầu nó tưởng đâu cô Tư đi á, đi theo. Cô Tư ẩm ẩm nó lên coi, hỏi nó làm gì á. Hả, nó nói cái gì á cô Tư ơi, ha. À, làm gì nó nói vậy mà mình không biết. Dạ. Cái gì? Trời ơi. Ngủ quá. Nó nằm ngủ kìa. Bây giờ con lại là nó kêu nữa nè, con lại con gờ gờ cô Tư nó kêu nữa nè. Đó. Đó. Thôi. Nó giải ra nó tính hốt con nữa đó. Thả xuống là anh chạy lại mày đó. Dạ nó hốt con đó. Nè. Đó từ từ không? Nó binh. Thôi. Để với mẹ nè. Thưa vị các bạn thì đây cũng là một cái câu chuyện khá là lạ mà Vũ Chiến cũng mới gặp. Sao chuyện cái tâm linh cũng biết nói sao thì cô Tư ha. Dạ. Thưa quý các bạn thì video của Vũ Chiến hôm nay quay về chú vịt mà giống như chú vịt trung thành với người chủ rồi đó. Ai tới là nếu mà có động tới cô Tư là nó bay ra nó bảo vệ liền. Thưa quý các bạn thì chắc có lẽ là video của Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo. Con sợ nó lắm, nó cắn con đau bụng. Ê. Đúng rồi, kêu quá. Ôi, sợ quá.